Hello anh em, lại là mình nha, Dương Đô Vật đến từ Royal Enfield Việt Nam. Hôm nay để chuẩn bị giao một chiếc Scram 411 thì chiếc xe của anh khách này đã sử dụng cái voucher để mua những cái món hàng mà trên cái clip YouTube Dương up tối hôm qua đã review cho anh em xem. Thì bây giờ Dương sẽ quay một vòng cái xe khi mà lên những cái món đó rồi cho anh em xem nó sẽ như thế nào nha. Ok, mọi người theo dõi với Dương nha. Ok, chứ mấy anh em đây là cái con Scram 411 chuẩn bị giao cho khách ha. Thì anh khách đã sử dụng cái voucher 6 triệu để mua những cái món đồ cần thiết để trang bị cho xe thêm an toàn. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy ở đây là một cái che tay ha. Cái che tay kim loại kết hợp với nhựa gắn lên xe rất là đẹp. Để Dương quay ra phía trước cho anh em xem nha. Đó, phía trước nhìn tới nó sẽ như thế này anh em ha. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta sẽ thấy cái chống đổ. Đây, cái khung chống đổ này rất là gọn anh em ha, gắn nó rất là sát vô xe, nó không có bị quá là gồ ghề và nó bảo vệ luôn cả cái cổ bô của mình luôn. Đó, anh em có thể thấy ở đây ha. Rồi, món tiếp theo mà Dương đã review hôm qua đó là cái che bên đạp của dầu, bên dầu sau. Che cái bên đạp sau có chữ Himalayan rất là đẹp. Rồi, ok. Những cái món nhỏ như vậy thôi mình làm lên một cái tổng thể xe nhìn rất là đẹp. Rồi, Scram 411 vẫn còn ưu đãi rất là tốt ở trong tháng 1 năm 2023 này ha. Anh em nào quan tâm thì có thể gọi điện thoại, số điện thoại như để trên màn hình nha. Rồi, sẵn ở đây có hai chiếc Scram 411 màu graphic yellow thì Dương cũng quay luôn trong cái clip này cho anh em xem. Thì cái xe Scram 411 này là cái mẫu ADV Classic của nhà Royal Enfield và nó rất là dễ custom theo cái cá tính riêng của chủ nhân. Thì như cái chiếc graphic yellow ở đây thì anh chủ đã gắn một cái baga sau, gắn thùng nhôm và cộng thêm đó là hai cái túi hai bên để anh chủ thực hiện những cái chuyến tour của mình một cách thoải mái nhất. Đựng đồ sẽ không có bị cồng kềnh và chạy xe cũng sẽ đầm hơn với cái hệ thống thùng phía sau cũng như là hai cái túi hai bên như vậy anh em ạ. Thì Dương sẽ quay tổng thể con graphic yellow này cho anh em xem. Đó, nó sẽ là như thế này. Và anh chiếc graphic yellow này anh chủ cũng đã gắn luôn cái phần chống đổ khung như là cái con màu xanh hồi nãy Dương quay rồi ha. Đó, tổng thể cái con graphic yellow này nó rất là đẹp anh em ha. À, và anh chủ cũng trang bị luôn một cái bát kẹp điện thoại ở đây. Đó, đó, cái bát kẹp điện thoại này nhìn rất là chắc chắn ha, và hình như là nó có chống rung luôn nha anh em. Thì cái việc gắn cái bát điện thoại ở đây để chỉ đường cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên là nếu mà anh em sử dụng cái bát điện thoại nó không có cái chống rung thì nó rất là dễ hư điện thoại của mình, hư cái sensor camera. Rồi, và kế bên nữa là cũng một anh khách ghé bảo dưỡng thì là xe graphic yellow luôn nhưng mà là xe zin anh em. Anh chưa có gắn gì hết. Đó, nhưng sẽ quay tổng thể một bên là xe zin và một bên là xe đã trang bị những cái phụ kiện cần thiết cho anh em rồi. Đó, xe Scram 411 này có động cơ là 411cc nha anh em. Đủ khỏe để anh em thực hiện những cái tour xa cũng như là được trang bị cái bộ vành, bộ lớp off-road để đi những cái cung đường xấu luôn. Rất là ok. Và cái yên này được thiết kế là công thái học nè. Anh em ngồi, người ngồi trước và người ngồi sau sẽ cực kỳ thoải mái. Chưa kể là nếu mà gắn thùng giống như cái xe kia thì người ngồi sau sẽ còn thoải mái hơn nữa. Đó, Scram 411 này đang có rất là nhiều màu nha. Và giá bán sẽ tùy theo màu. Anh em quan tâm cái mẫu này có thể là gọi điện số điện thoại Dương để cho màn hình hoặc là add Zalo Dương để Dương gửi màu cũng như là báo giá chi tiết cho anh em nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người còn quan tâm mẫu xe nào của Royal Enfield nữa và muốn Dương review chi tiết thì có thể gọi điện cho Dương ha. Ok, comment bên dưới để biết ý kiến của mọi người về cái mẫu Scram 411 này như thế nào.
Rồi sẵn ở đây ở trong showroom đang có trưng vài màu xe của Square 411 thì Dương cũng quay luôn cho anh em xem ha. Đây, ở đây mình có màu xanh nè, xanh nhám nè. Xanh nhám kết hợp với tem màu vàng rất là đẹp ha. Và cái màu nhám của Royal Enfield nó rất là ok. Nó sẽ không có bị bóng lên khi mà bị cái vật nhọn nào đó va quẹt chúng. Đó. Cái nhám này sờ rất là thích tay ha. Còn bên đây chúng ta sẽ có một con màu xám nhám kết hợp với lại màu đỏ nhám luôn. Tem này là tem graphic rất là đẹp, giống với con màu vàng hồi nãy vô ngoài kia đó. Xe này là xe mới đang trưng bày ở trong showroom mọi người ha. Và một cái màu Dương rất là thích nữa ở trong cái đợt hàng mới về lần này, đó là cái màu graphic blue. Nó sẽ phối giữa màu xám nhám với lại là màu xanh dương đó. Mình có thể thấy ở đây đang trưng bày ở showroom luôn. Thì bạn nào ở Sài Gòn muốn xem xe trực tiếp thì có thể liên hệ số điện thoại Dương để cho màn hình ha. Rồi điện cho Dương để book lịch xem xe cũng như là test drive thử ha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.